Cristiano Ronaldo đăng đàn xin lỗi về hành động nóng nảy đập vỡ màn hình điện thoại di động của một cổ động viên sau trận thua của MU trước Everton tại vòng 32 ngoại hạng Anh. Cảnh sát vùng Merseyside thì xác nhận họ đang điều tra về vụ việc gây xôn xao dư luận này. Trong trận thua 0-1 của MU trước Everton tối qua, 9/4 ở vòng 32 giải ngoại hạng Anh, Cristiano Ronaldo đã để lại hình ảnh không đẹp trong lòng khán giả khi đập vỡ điện thoại của một cổ động viên nhí Everton có tên là Ten Jack Harding trong lúc bước vào đường hầm sân Goodison Park. Ronaldo muối mặt xin lỗi vì đập điện thoại, mẹ CDVNHI bức xúc lên tiếng. Chẳng bao giờ dễ dàng để kiểm soát cảm xúc trong những khoảnh khắc khó khăn như chúng tôi vừa đối mặt, Ronaldo bày tỏ trên trang Instagram cá nhân ít giờ sau trận thua 0-1 của MU trước Everton tại vòng 32 ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị tố cáo đã ném một chiếc điện thoại xuống sân khi đang vào đường hầm sau trận đấu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.